Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương trình Rồng Tiên Xa Thành Công. Hôm nay tôi MC Lee sẽ nói về chủ đề thành công. Đầu tiên, hãy để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Có một người sinh viên với ước mơ trở thành bác sĩ. Trải qua biết bao nhiêu nỗ lực và khó khăn, người ấy đã đăng ký thi vào trường y nổi tiếng ở Đà Nẵng. Và sau biết bao nhiêu ngày chuẩn bị, cuối cùng người ấy cũng bước vào cái kỳ thi cuối cùng mang tính quyết định của mình. Một thời gian sau, người ấy nhận được giấy báo từ trường và rất tiếc đối với người sinh viên ấy rằng số điểm của người ấy không được trường y chấp nhận để có thể nhận vào. Thưa quý vị và các bạn, chàng sinh viên ấy đã cảm thấy rất là chán nản và anh ấy đứng trước sự lựa chọn ngã rẽ của cuộc đời. Anh ấy có thể lựa chọn bỏ cuộc ngay bây giờ, hoặc anh ấy có thể lựa chọn tìm đi chiều hướng đi mới, tìm đi những nguồn cảm hứng mới. Trong câu chuyện này, tôi xin được nói cho các bạn nghe về thành công là gì. Đầu tiên, mọi người hãy nên nhớ rằng thất bại là một phần của cuộc đời. Không ai trong chúng ta có thể tin tưởng rằng là chúng ta sẽ luôn luôn thành công mà không có thất bại. Thành công chính là những nỗ lực của tất cả mọi người trong chúng ta có thể đạt được cái mà chúng ta mong muốn. Đôi khi có thể chúng ta vấp ngã, đôi khi mọi chuyện có thể xảy ra không như ý muốn, nhưng một người thành công sẽ không bao giờ đổ lỗi cho những yếu tố đó. Không bao giờ đổ lỗi rằng những gì mà mình vừa vấp ngã là những yếu tố bên ngoài, mà thực ra rằng họ sẽ tiếp tục đứng dậy, họ sẽ tiếp tục rút kinh nghiệm từ những gì mà họ đã thấy được và tiến đến giành lấy cái mục tiêu của mình. Đó là thành công. Thành công không phải là kết quả hay là một cái mà chúng ta đã làm được, mà thành công là nỗ lực mà chúng ta đã làm được. Bây giờ hãy cùng trở lại với câu chuyện hồi nãy mà tôi đã kể cho mọi người nghe. Mọi người nhớ rằng là chàng sinh viên ấy đã đứng trước ngã rẽ của cuộc đời. Chàng sinh viên ấy có thể quyết định là bỏ cuộc. Và trong câu chuyện này, nếu chàng sinh viên ấy bỏ cuộc, chuyện gì sẽ xảy ra? Chàng trai ấy có thể là tìm được một công việc nào đó, nhưng mà sẽ không thể nào mà chàng trai ấy hạnh phúc suốt cả cuộc đời mình được. Tại vì đó là mục tiêu mà anh ấy đã rất là mong muốn, mục tiêu của cả cuộc đời của anh ấy. Làm gì có hạnh phúc mà có thể làm một công việc mà mình không thích chứ. Còn bây giờ, nếu chàng trai quyết định thi lại vào năm sau và thành công thì sao? Hãy nên nhớ rằng quyết định thi lại là một quyết định rất là khó khăn. Bởi vì không chỉ là những yếu tố như là mọi người đang nói về anh ấy là một sinh viên thi rớt, chúng ta chỉ nghe thôi mà chúng ta đã cảm thấy khó chịu rồi. Mà thậm chí mọi người đang nghĩ về anh ấy giống như là một kẻ mà học hành thì không ra gì. Đời mà dư luận lúc nào cũng bên cạnh chúng ta cả. Nhưng mà nghĩ đến việc quyết định thi lại của anh ta giúp cho anh ta hoàn thành ước mơ của mình. Anh ta trở thành một bác sĩ nổi tiếng, anh ta cứu rất nhiều người. Vậy thì chính cái quyết định không bao giờ bỏ cuộc, mặc kệ những cái lời thê phán của người đời, đã cho chúng ta được một vị bác sĩ vừa tình người, vừa uy tín và lúc nào cũng thể cứu được nhiều người nhất có thể. Thì chả phải đấy chính là một thành công hay sao? Mọi người có thể thấy rằng sự nỗ lực mới là yếu tố quyết định, chứ không phải chúng ta chỉ vấp ngã một phát là chúng ta bỏ cuộc. Nói đơn giản hơn, hãy suy nghĩ thế này. Đây là điểm xuất phát của mọi người, và đây là mục tiêu của mọi người. Khi các bạn đi từ đây đến đây, các bạn vấp ngã ở đây, thì chả phải các bạn đã nhìn thấy rằng có một đoạn đường nằm ở đây, nó rất là đầy giá trị. Bây giờ các bạn vấp ngã thì tất cả mọi thứ này cũng giống như là đổ sông đổ bể cả. Thưa các bạn, nếu các bạn đã hiểu về thành công rồi, thì tôi xin có lời khuyên cho mọi người rằng đầu tiên, đừng bỏ cuộc, đối mặt với chính thất bại. Mọi người có chê trách, mọi người có nói về bạn, họ không có sống cho bạn. Bạn phải tự tin vào chính mình. Thất bại, đứng lên, hãy đối mặt với nó. Điều tiếp theo, hãy tìm kiếm lý do để chúng ta đứng lên. Tìm kiếm những điều tiếp theo hay là những điều cảm hứng mà có thể giúp bạn tiếp tục vững bước đứng dậy trên con đường này. Trước khi kết thúc chương trình này, tôi xin được kết luận lại một lần nữa rằng thất bại là một phần để chúng ta thành công. Luôn luôn nhớ rằng thất bại chính là mẹ thành công. Một người đi từ thất bại đến thành công bao giờ cũng hơn hẳn một người mà từ thành công đến thất bại. Vậy nên hãy cố gắng, đừng bỏ cuộc. Có thể hôm nay thành công không tới với các bạn ngày hôm nay, thì ngày mai nó sẽ tới. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chương trình. Và tôi, MC Lee, sẽ gặp lại mọi người trong chương trình tiếp theo. Xin cảm ơn.